Hú hồn nam shipper mãi mê cắm mặt xem điện thoại, bất ngờ tông trực diện xe Ford Ranger đi ra từ trong hẻm. Hôm nay trên các diễn đàn mạng xã hội về giao thông truyền tai nhau vụ việc như sau: chiếc xe máy do một nam shipper không đội mũ bảo hiểm điều khiển đã va chạm trực diện với xe bán tải Ford Ranger vừa từ trong ngách nhỏ phóng ra. Thôi nói gì nói, chúng ta cùng nhau xem chi tiết vụ việc cùng Sài Gòn TV rồi hẳn bình luận bên dưới video nhé. Cụ thể, tình huống trên xảy ra vào trưa nay ngày 13 tháng 5 tại ngách 189, ngõ 541 đường Bát Cối, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội và được camera an ninh gắn trên cửa nhà cư dân tại địa bàn ghi lại. Theo đó, vào khoảng 12 giờ 24 phút, chiếc bán tải Ford Ranger màu cam di chuyển từ ngách 189 đi ra ngõ 541 đường Bát Cối. Khi xe đã lăn bánh với một nửa thân nhập vào đường ngõ 541 và chuẩn bị rẽ trái, thì bất ngờ chiếc xe máy do nam shipper điều khiển đang bám lề phải của đường ngõ lao thẳng vào đầu ô tô bán tải. Nguyên nhân do nam thanh niên đi xe máy đã mất tập trung, mãi xem điện thoại. Sau cú đâm mạnh vào đầu ô tô, chiếc điện thoại đã văng đi khá xa. Đáng lưu ý, nam thanh niên này không đội mũ bảo hiểm và rất may mắn, không có thương tích nặng. Theo anh KCT, chủ nhà có camera an ninh quay được vụ việc, đồng thời cũng là một giáo viên dạy lái ô tô có tiếng. Phần sai nhiều hơn thuộc về người đi xe máy. Tuy nhiên, người lái ô tô cũng có một phần lỗi. Khi đến đầu đoạn đường giao nhau, khuất tầm nhìn đã không dừng lại để quan sát thật kỹ. Khi đi từ ngõ ngách ra đường lớn thì dù đường vắng, người lái ô tô càng cần phải cẩn trọng, dừng hẳn lại ở đoạn bắt đầu giao để quan sát cho kỹ lưỡng, thậm chí cần phải bấm còi để báo hiệu cho người đi đường ở làn giao nhau, phải thật chắc chắn an toàn mới đi ra tiếp. Trong tình huống này, ô tô ra đến giữa đường rồi mới dừng lại thì quá muộn, anh T nhận định. Còn bạn thấy sao về pha cắm mặt vào điện thoại của nam shipper hết sức nguy hiểm này? Bình luận cho chúng tôi biết với nhé. Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.